bụi luôn nha. Đây con này đây, con này ngon nè. Ngư là dương đặt được đó. Mềm mềm. Con nhỏ nó chứ. Nhỏ nhỏ. Đó, nữa là cái nhà hai con luôn. Ba con. Ba con, ba con, ba con. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình lần này đó nha. Lần này thì mình cùng với anh Lu của mình. Anh mình đang đưa cá bóp lên cho khách rồi cả nhà. Hôm nay thì mình cùng với anh của mình sẽ ra bè chơi nữa nha. Với lại câu cá với luôn. Lần trước có mình ra mình có câu sảy một con cá bè trang hay cá bè lão đó cả nhà. Mình cũng biết nữa mà nói chung mình tự thấy nó trắng tư bự lắm. Nó đứt luôn cả nhà. Mình câu bước 50 nó đứt luôn. Bây giờ lần này mình ra có chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi để ra đó câu một lần coi thử coi có dính loại cá này không nha. Nếu mà dính thì mình sẽ câu cho cả nhà xem và cho cả nhà thấy luôn nha. Bây giờ mình đi ra ngoài cả nhà. Đi ra này mà đúng rồi. Mẹ đi ra này mà. Đi mực, đi mực. Có không? Có mực không anh? Đi mực cái gì? Đi mực cái ai? Đi thu vậy? Đâu lắm. Hôm nay trời không được đẹp nha cả nhà. Hôm nay trời hơi bị âm u xíu nha. Trời nè. Thank you.
Bây giờ mình vừa mới ra tới cả nhà. Anh của mình thì đang thả cái lưới xuống để bắt cá suốt cả nhà. Chút nữa mình tới đó mình giật thêm mấy lưới coi thử rồi cá suốt nha. Anh mình sẽ lấy cá suốt lên để mà cho cá ăn hoặc là để vô cái thùng đá này nè. Có gì khách có đi du lịch á hay cả nhà có ra đi chơi á thì anh mình sẽ lấy cá suốt đó cho cả nhà để trải nghiệm câu cá nha. Nếu ai mà đã theo dõi kênh của Sinh á thì hãy coi mấy cái clip đầu tiên á, mấy cái clip mà mình có quay cái bè của anh luôn mình nè. Đó thì anh mình có dẫn khách đi đi trải nghiệm đó, đi nhiều hòn lắm, xung quanh mình hòn nhiều lắm cả nhà. Đó, bên kia cũng có cái nhà bè nữa nè. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu lấy đồ ra, mình sẽ câu cá đáy nha. Trước thì mình câu lửng lửng đây cả nhà. Mình câu lửng lửng vậy nè. Thì cá rô nhiều, bây giờ mình không có cá rô nữa, mình sẽ câu dưới đáy ha để xem coi có cá gì không nha. Mình thường có cá róc hoặc là cá đỏng hay cá gì nhiều lắm. Dấu đầu mình sẽ lấy ra nha, mình câu. Đây nè cả nhà, lần trước mình có câu dính một con cá bự lắm. Cá bè hay là cá bè lão mình cũng không biết nha. Anh mình nói là đây là cá chẽm bự lắm. Mình không biết, nó nghe anh nói cá chẽm. Thì cả nhà thấy không, thấy cá nhiều không? Cá không đóng vậy đó. Thả mồi xuống là anh tên nó lên nó ăn à. Còn trong lòng này là cá mú nha cả nhà. Cá mú của anh mình nha. Anh mình nuôi cá mú riêng. Cá mú bự bự. Còn đây là cá rô nè. Cá rô quá chứ, cá rô luôn cả nhà. Nhưng mà mình không câu cá rô, sẽ câu cá đáy ha. Sẽ thả xuống đáy mình câu. Giờ để mình lấy một con mực ra để mình nhử ha. Để mình nhử con cá tới. Mình có đem theo bột mực nè cả nhà. Đây theo bột mực nè. Để lấy một con ra để mình nhử cái con cá đó nha. Sử dụng cái con mực này để câu. Câu nó một con một thôi đủ rồi. Còn đây là một cái ống câu. Mình có đem theo một gói mì ha. Gói mì 3 miền. Đây là cái kiểu phòng của mình. Còn đây là đá nè. Xung quanh của mình. Còn đây là ống câu nè. Mình sẽ dùng cái ống câu này để mình câu con cá lên nha. Thử coi. Trời quá trời. Nhiều cá lắm cả nhà, thấy không? Vừa thả xuống là một đống nè. Ồ. Nhiều lắm cả nhà. Đó, chưa thả xuống hết đó. Thấy chưa? Đó. Quá nhiều cá luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều nha. Đó, cả nhà xem. Thì dòng chiến này chạy. Thả xuống đây nó quá trời cá luôn cả nhà. Ồ. Đó. Một chút nữa nó sẽ tới nha, hy vọng nó tới nó táp một cái ha. Đó. Chà mưa rồi. Quá vậy cá luôn nha. Cá chị. Cá trộn ra nè. Mưa quá cả nhà ơi.
cá này mới vớt ra luôn ha. Cá này mới vớt lên hả chú? Tươi ghê, ngon. Cá này mới vớt lên nè, tươi quá trời. Đây nè cả nhà, cá quá trời luôn. Bữa mấy ông anh ổng bủa. Cá này là tươi nè, cá này tươi nè. Cá này vẫn còn hơi tươi thôi chứ. Này yêu rồi nè, cái này cá đó mọi nhà, rất là nhiều loại cá luôn. Chà chà, hai con cá chỉ nè. Ở đó cả nhà ơi, anh mình đã mua được cái này nè. Lấy đây luôn hả? Lấy ốc kia đây luôn rồi. Mới vô anh luôn, em vô hả? Nghe vô, nghe mới vô hai con đá lắm. Mấy ông anh mới đi biển vô á, gửi cá cho ông anh mình nè cả nhà. Này cá quá trời cá thu. À, ghe của mấy ông anh gửi á, mấy ông anh đó gửi qua đây. Để cá đây cho anh. Cá thu là cả nhà, quá ngon. Mà cá này cũng lâu nữa nha, cũng lâu. Anh mình đi xin một ít đá của mấy ông anh cả nhà ơi. Ồ quá. Thôi, đi làm bộ lòng cá. Đi làm gì dài chứ.
Bắt đầu cần 10 kg không? Bốn kg anh. Bốn kg à? Cái này á, cá ngừ. À, không, cái này cá ngừ anh. Ngừ bò hả? Ôi vậy gì? Cá ngừ bò anh. À, cá ngừ bò này, cá ngừ bò anh nó cá tu. Chọc tươi. Đây con này đây, con này ngon nè. Ngừ là dương bắt được đó. Mềm. Mày lão không? Đúng rồi. Cái đầu giống như ông lão nè, mày lão đúng rồi. Sách này về anh luôn ơi. Cá ăn dữ quá nhà ơi. Hãy xuống táp luôn nguyên cái con cá ngừ luôn rồi. Quá dữ. Chà, đây con cá bự nè. Bữa nay nước trong nhìn dễ thấy hơn nè. Để mình lấy hai con cá ngừ cho cả nhà xem nha. Một con hay một con đây. Quá nó siêu to nữa nha. Quá trời ơi. Hết hồn cái nhà ơi. Quá chị bự ơi. Một cái chim, một cái chim. Quá bự cái nhà ơi. Cho nó ăn rồi, nó ăn dưới rồi. Trời ơi, con cá này. Con này cỡ 20kg không trời. Con này là anh, 20kg không? 20kg hả? Con này hả? Có con ăn con này nó 40 hai con 40 lắm. Có đó đó, một cặp á. Hai con 40. Rồi chừng nào mới xích nó ra anh luôn. Chừng nào mới xích nó. Lấy mấy cái bự lên cho nó ăn á. Quá ăn cái bự không à. Để mình thử cái nhỏ lên. Để mình nhử lên. Để mình nhử hai con 40kg này nghe nha. Con này 10kg quên con này 20kg nè. Con này 20kg nè, 40kg đó. Mà thả xuống 40kg ăn nè. Thôi chưa nghe thấy không. Bự ghê chưa. Lặn xuống là hết hồn luôn. Quá dữ rồi. Cái lông. Bây giờ hai con bự này là cho nó bóp một con ăn chứ có bự này. Để anh mình nhử hai con 40kg ra nha. Nhử hai con 40kg ra đi.
ui ba gì đó. Ui đã chưa rồi đó. Ôi bự gì luôn, quá trời luôn, cho nó ra hết nguyên người được không? Hết ra nó chơi một con, vừa có con ăn một con con gì. Dù quá dù quá, cho cá ăn dù luôn nha. Sợ sao ta? Để luôn cái máy lại, cái sợ cái máy nó sợ. Cái nào? Cho ép nha, rồi để cho ông bữa ăn nha. Bữa ăn mà, bữa ăn thả nữa nha. Bự bự. Ồ nó làm thuốc chổng vậy, hay gọi anh hay gọi gấp con này mà dính chắc cỡ trước 300 quá, 300 mà kéo được không? Con đó rồi, nó bơi ra, nó bơi ra cái nhà đó, coi hình ký đó cái nhà thấy không? Quá trời bự luôn, ôi quá hình ký rồi, đó, con kia nó rành mất rồi, cái con nó con gì anh luôn, nó trẻ mà, đúng cái nhà anh mình là cho cả nhà thấy. Cho cá ăn nè, khủng luôn nha ơi. Đây loại bự nha, con này quá trượt luôn nè, con khủng luôn nè. Quá bự cái này, quá bự rồi. Quá bự. Đây có mực nhiều không, mấy mực em không? Không, em có rồi. Có mấy con rồi nè. Trời mà mấy con này để em chắc là mấy cái chỉ quên rồi. Làm gì đi câu hả? Câu cái con cá này em nói nè. Nó chỉ còn ta, nó còn quá. Giờ mình thảy xuống nha nha, thảy xuống nè. Ồ. Ghê chưa? Chà chà. Quá trời khủng nè nha, cá nào có mấy quận không à. Con nó quận nè. Anh mình sẽ chạy vòng qua bên đó để đậu nữa nha, vòng bên kia đậu bên kia. Giờ tới giờ cá ăn cả nhà, anh mình sẽ thả cho cá ăn nha. Mấy ký nữa mới xong rồi. Cá đang dữ ở nhà này, nước văng tung lé hết chứ. Quá trời dữ rồi. Thank you.
Rồi vậy là anh mình cho cá ăn xong rồi nha. Đó. Nghe thấy không? Mấy chục ký thả xuống. Ăn hết luôn, ngày 40 ký nha. Ngày 40 ký anh mình cho nó cá bóp này ăn 40 ký. Nghĩ nó chưa no đâu. Chưa no đâu anh. Đó luôn cho nó nữa không? Mình xuống dưới ghe lấy tiếp ở nhà. Có anh em nào có muốn đi trải nghiệm thì đi một đi hai cũng được ha. Dụ như mình đi hai người hay ba người ra trải nghiệm giống như mình vậy nè. Rồi cũng đi hàng ngày vậy đó. Rồi ra coi anh mình cho cá ăn ha. Rồi cũng trải nghiệm một đống nha cả nhà. Đây mình lấy hai con cá nóc. Đây là hai con nóc rồi nha. Đó. Ý da. Hai cá nóc này mình sẽ để lại khi nào anh mình cho ăn xong mình thảy xuống cho cả nhà xem ha, cho rõ hơn. Vô. Rồi. Thảy cái này xuống cho cả nhà xem nè. Đó. Cá nóc. Cá bự nó ăn rồi cả nhà. Bộ quá trời bự luôn nó ăn. Ủa nó ăn cả miệng còn dính kìa. Xuống nè. Đó, nghe thấy không, dữ không? Xuống là đáp, táp liền á. Ghê quá. Còn đây là cá mú. Anh mình đang cho con mú ăn nè cả nhà ơi. Thấy, anh mình thấy không? Thấy từ bên đó nó thấy qua. Anh mình từ bên đó thấy qua đây cho cá mú ăn. Đây, thấy cả nhà xem luôn nha. Thấy xuống này nè. Vô ăn ghê không? Anh em nào có muốn trải nghiệm thì ra đây trải nghiệm nha. Có gì ra đây anh mình vẫn bình thường mọi ngày đó. Nhà đâu ngày nào anh mình cũng sẽ đi lấy cá vậy nè. Còn không thì đang bắt cá suốt đó. Cá suốt đang cũng thấm luôn cả nhà. Mũ quá trời, mũ này là thằng nhỏ. Nước giăng quá trời. Khi anh mình cho ăn á thì mấy cái cặn ở cái nhà nó còn sót ngoài nè, sẽ có mấy con cá lạ nó sẽ bơi vô rang nè cả nhà. Cá ngoài nó sẽ tụ về đây nó ở cả nhà, thấy không? Mấy cái cặn còn dư đó, cá nó sẽ về đây ở ha, rất là nhiều. Có khi có cá bóp bên ngoài nó về luôn, có cá mú lạ luôn. Bây giờ mình thấy qua thấy vô cho mấy nhà xem nè. Câu này, sẽ để hai con cá chỉ đi lại để chút của câu cái con cá mà mình nói đó cả nhà. Có cái này con làm cái chả này. Wow. Cá này làm cái chả ngon luôn à. Cái này làm cái chả. Cá này đang cứ nướng ăn được nè. Rồi. Cá này nướng ăn được nè. Dạ. Cá này cá cái này anh mình để làm chả. Cái này cái gì anh luôn? Cá thởn luôn. Cái này cá thởn như cả nhà. Cái lần căng loại bự nên luôn. Con này thịt nó cũng dai rồi nhưng mà con nhìn cầm cũng thấy cũng ngon nè. Bắp thịt nó không có nhũn. Cá này người ta hay làm như sợi nghệ nè. Sợi nghệ mà. Rồi là cá làm biến ha. Hay cá làm biến. Anh Lu có để lại không? Để lại cái này không? Thường quá gì vẫn còn tươi anh luôn ha. Cá này vẫn còn tươi nữa nha. Cá còn tươi nè, anh mình mở ra còn tươi nữa, còn đỏ quá trời. Cá này còn tươi nè.
dài còn tươi, vẫn còn tươi thôi nè, nói chung nó cũng gần ương đấy, mình nó hơi tươi tươi nè. Cá này đem vô làm chả thì ngon. Cá này mình để vô làm chả đó. Nhá để lại luôn anh cho nó ăn. Được răng luôn, được răng luôn. Bây giờ mình sẽ thả xuống nha cả nhà. Đó, cái con này dễ cầm không nè. Từ từ nha, để cho nó trong trong lại mình thả xuống cho nhà xem nó giật. Cả nhà thấy không? Bắt đầu nó trong phải không? Đây là cá muống nhỏ nha cả nhà. Đứt cái đầu cả nhà. Cha. Thôi giờ mình đi câu cả nhà ơi. Quá nhiều rồi. Hôm nay nước nó trong. Giờ trong nhìn rõ lắm cả nhà. Coi cho cả nhà xem nha. À, đây là cái bầy cá của anh mình nè. Rất là nhiều luôn. Nhà thấy không? Đóng không? Rất là nhiều luôn. Đây để qua đây cho cả nhà xem nha. À, mấy ảnh nè. Mấy ảnh nằm đây tụt đóng. Thả mồi xuống là tắt liền. Nhiều lắm cả nhà thấy không? Trời. Đóng gì đó. Thôi bây giờ mình đi câu thôi cả nhà. Cái gì nhiều lắm cả nhà. Bây giờ anh mình đang đây nè cả nhà thấy cái gì nhiều không? Cái gì cái gì? Cái gì? Cái gì? Lưu thả xuống dưới nữa Lưu ơi. Xuống nữa. Đó, anh mình nhớ lại nha, đó. Im. Cả nhà thấy không? Đưa xôn. Hiểu. Trời ơi. Dễ kiếm mồi nhậu. Nhất lắm nha cả nhà. Để anh làm. Dễ kiếm mồi nhậu lắm. À, anh em nào có ra đây trải nghiệm giống như anh mình nào đó, anh mình làm cái thử thẳng đó. Trải nghiệm luôn. Được không ha? Này giống nha. Cái này cá kình hay cái gì anh Lục? Cá kình. Con thứ hai anh em ơi, cả nhà ơi. Ôi lại. Ok, kiếm ăn được. Nữa. Nhiều anh ơi. Cá nhà đến luôn giật. Đó, nữa là cái dạng hai con luôn. Ba con. Dễ ăn như trời. Dễ ăn lắm cả nhà ơi. Thấy ngon ngon mà. Làm cái chùm luôn rồi. Nhiều con quá. Trời ơi, uống luôn. Biết vậy nãy rồi. Cái chùm im luôn ha, cái chùm này ở. Chùm im nè. Cái này nó nhịp nghỉ. Rồi sao làm hư chùm á. Xin đúng rồi. Xin chùm. Nhiều lắm cả nhà ơi. Chút nữa hồi đó anh mình làm cái xô này có đó nha. À, hôm nay mình ra mình giờ mục đích là câu cái con cá bự kia kìa. Mà nó cứ đang lạng hoài. Nên anh mình chụp lại chụp này anh luôn. Nhỏ lắm ở nhà cái này, cá này á đâm vô là nó nhức lắm ở nhà, tơi lắm. Nên cả nhà có dính á thì nhớ cẩn thận nha. Còn không thì nhờ ông anh em câu giùm cho. Mình có mồi mình ăn luôn. Có cá luôn nè, đó không? Anh mình câu xíu đã có một đống cá này nha. Cá này là do anh mình thả hàng ngày nên nó về á. Con bự anh luôn, anh luôn chơi chán con bự luôn. Con bự kìa, có con bự đó. Quá trời đá tay cả nhà, anh mình chịu đá tay quá. Thế đá tay cho anh mình luôn á. Quá trời cái nha. Cho con này xuống lên luôn. Cái nó bự, cái nó giật cái được phát một. Vậy thôi lấy cái, lấy con em kìa. Con nó không phải để cái mực, Mực hả, mực đang nhiều hả? Mực nó dài mồi. Chỗ này không có, anh đu qua bên kia kìa luôn. Rồi giật cái không nó trôi qua lưới, nó dính cái đứt à. Cái này cái cháu bự dính nhiều hơn chứ cái nhỏ anh đụng như đâu anh luôn à. Cái nhỏ mấy anh cùng được thu dính.
rồi. Ở nhà anh dính rồi. Nó vô lại anh luôn, nó vô lại kìa. Mấy cái nhỏ dành thấy thôi. Để anh luôn lấy con cái chích cho còn dễ dở của em luôn. Nó tới nhiều lắm á. Này có con cá gì nó bự lên luôn. Cái con cá nãy đó, chị đang thấy đó. Chị tới nhiều đó đủ nó tới kìa. Mà nơi xuống này nó bê nó có lấy cái này luôn. Qua đây cho cá nó bứt nhát nha. Cá nó nhìn cái bóng trên đây. Nó đứng nhiều quá trời nhiều luôn rồi đó, tới đóng lên luôn rồi. Anh. Chưa có chưa. Ok. Đó nó lùng. Con nào đó? Con nó trắng đây hả? Ừ. Nó trắng cái tà ma. Mà. Nhìn cái bạn chúng nó này luôn. Bở. Chụp một hai lần là nó nhát rồi cả nhà ơi. Nhưng mà không sao như đây. Hôm nay không có câu được 9 con cá đó mình nói cả nhà ơi. Xui rồi. Hôm nay thì anh em mình chỉ ra câu mấy cái gì cho cả nhà xem thôi. Với lại anh mình đang cắt mồi cho cá muống nhỏ ăn đó cả nhà. Hy vọng lần sau mình có cơ hội mình bắt được con cá đó ha. Lần này mình xui quá. Giờ anh mình đang sắt nhỏ nhỏ mấy con cá lên chỉ để mà cho cá muống nhỏ nó ăn đó nha. Xíu à. Đắt cho cả nhà xem ha. Nói chung thì lần sau mình sẽ cố gắng bắt được con cá đó mình quay lại cho cả nhà xem thôi, chứ lần này coi như là một cái trải nghiệm với ông anh mình. Này là nhỏ ha. Để anh mình cắt xong rồi mình sẽ cho cả nhà xem mấy cái muỗng nhỏ của anh mình chuẩn bị thả xuống ha. Đây là cho cái muỗng nhỏ nè, đóng mồi luôn cả nhà. Cá chỉ không đó, cá chỉ vàng cả nhà. Ký mấy hàng sao nó ký 23.000 đó. Ký 13 sẽ 23. 23 là cá sình luôn. Cá một thứ hai vậy. Dạ. Còn cá này là 23 anh luôn. 23. Còn cá 23 nhà, cá này 23, còn thành phố thì không biết nhiêu nha. Thành phố chắc mắc hơn. Ở đây thì anh mình gặp nhiều rồi, mấy anh em ghe cào giống nè. Ghe cào nhiều. Ghe cào với lại ghe này kia, ghé vô tao bán cho anh mình. Sắt nhỏ nhỏ cho nó ăn. Giờ này anh mình bỏ thuốc vô cho cá đó cả nhà. Nhỏ. Đây là loại nhỏ nè.
loại đó đó. Cái này là anh mình xúc cá mú này lên đó để tắm. Nói chung là có thuốc này, anh bỏ thuốc này cho. Nhà loại nhỏ, cái nhà này loại nhỏ nè. Cả nhà là nhỏ xíu rồi không, anh mình đang tắm nhưng mà đang cho nó thuốc cho nó tốt. Con có muốn có đẹp cái nhà không? Con muốn bông đẹp. Con muốn bông đẹp. Dạ, con muốn bông. Cái nhà con có muốn bông dễ thương không? Không có sao quá. Không sao. Rất là đẹp cái nhà đó, con cá này là tắm luôn anh, con tắm con kia luôn anh. Tắm luôn anh, tắm hết luôn cả nhà. Rất là đẹp nha, con cá mú rất đẹp nha cả nhà. Đó, cá mú này nè. Rất đẹp nha. Đây là loại nhỏ nha cả nhà. Đây. Còn đây là nó lớn rồi nè cả nhà. Nó lớn rồi đó. Trong bó độc đống luôn. Cho cả nhà xem mấy cái loại mình nó lớn ha. Cái này tầm cỡ 3kg, 4kg không? Đây là cá trưởng thành này cả nhà thấy không? À, cá trưởng thành không rồi đó. Con nào nấy bự luôn. Hai con bự á. Thành hết trơn rồi. Anh mình sẽ nuôi bự hơn nữa. Đây là con cá chim. Rồi cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch sinh TV nha. Bây giờ mình sẽ không có, nói chung là mình không câu được con cá đó. Mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nữa hơn nữa. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ và kênh ẩm thực cho mình nha. Để mình có thêm động lực để mình quay những cái clip hấp dẫn hơn vậy đó cả nhà. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.